Chiều ngày 8 tháng 10, bộ phận không khí lạnh ở phía bắc lục địa châu Á đang di chuyển về phía nam. Cơ quan khí tượng nhận định, trên đất liền, khoảng đêm ngày 9 tháng 10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía đông bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến bắc trung bộ. Do không khí lạnh lệch đông nên khu vực tây bắc bộ chịu ảnh hưởng không khí lạnh chậm hơn so với bắc trung bộ. Khối không khí lạnh lần này sẽ gây ra gió đông bắc, gió lạnh trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Theo dự báo, ở khu vực bắc bộ và bắc trung bộ, trời sẽ lạnh về đêm và sáng. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở bắc bộ và bắc trung bộ phổ biến trong khoảng 21-24 độ C. Riêng khu vực vùng núi bắc bộ phổ biến 18-21 độ C. Vùng núi cao hơn có nơi dưới 16 độ C. Trên biển, từ gần sáng ngày 10 tháng 10, vịnh Bắc Bộ sẽ có gió đông bắc mạnh lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-3 mét, biển động. Các chuyên gia khí tượng nhận định, không khí lạnh ở phía bắc xuống sẽ khiến cơn bão số 4 suy yếu nhanh, nhưng hướng di chuyển sẽ phức tạp hơn. Cập nhật thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, đến thời điểm này, trên địa bàn huyện Văn Yên, Yên Bái có 3 nạn nhân tử vong do ảnh hưởng mưa lũ ngày 7 tháng 10. Cùng ngày 7 tháng 10 tại tỉnh Lào Cai, trận lũ ống trên địa bàn xã Liên Minh, thị xã Sapa làm 7 người tử vong, 6 người bị thương, 1 người mất tích. Chiều ngày 8 tháng 10, đại diện công ty cổ phần bánh Driftrun cho biết đã tạm ngưng sản xuất mặt hàng bánh su kem cho đến khi có kết luận chính thức của cơ quan chức năng. Trước đó, Hội đồng chuyên gia của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, khả năng cao bánh su kem nhiễm khuẩn là nguyên nhân của vụ ngộ độc. Các chuyên gia đánh giá đây là trường hợp ngộ độc thực phẩm hàng loạt, diễn biến phức tạp và khó nhận biết hơn so với các vụ việc trước đây. Có 19 trẻ phải nhập viện điều trị, một trẻ tử vong trên đường đến bệnh viện cấp cứu vào đêm ngày 1 tháng 10. Có những trường hợp không dự tiệc trung thu tại chung cư Palm Heights nhưng vẫn bị ngộ độc. Những người này có cùng triệu chứng sau khi ăn bánh su kem có cùng nhãn hiệu, cùng địa chỉ nơi mua bánh. Trả lời vấn đề thanh kiểm tra công ty cổ phần bánh Driftrun được triển khai ra sao, bà Phạm Khánh Phong Lan, trưởng ban quản lý an toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng công ty đã được thẩm định cấp lại giấy đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm. Vào ngày 21 tháng 4, công ty này có tham gia sản xuất bánh trung thu trong dịp vừa rồi và cũng được kiểm tra. Ngoài ra còn có các đợt kiểm tra định kỳ hàng năm. Sau khi xảy ra sự việc ngộ độc hàng loạt, trong ngày 2 và 3 tháng 10, Công an thành phố Thủ Đức, Công an Kinh tế và Ban Quản lý An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm tra đột xuất công ty này. Hiện doanh nghiệp cũng mong làm rõ. Liên quan đến vụ án Nguyễn Phương Hằng, ngày 8 tháng 10, hết 15 ngày kháng cáo bản án sơ thẩm từ ngày tuyên, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chưa nhận được đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam Bình Dương. Trước đó, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận đơn kháng cáo của các bị cáo Đặng Anh Quân, tiến sĩ luật, giảng viên đại học, Nguyễn Thị Mai Nhi, trợ lý bà Nguyễn Phương Hằng, Lê Thị Thu Hà, nhân viên Công ty Cổ phần Đại Nam, Huỳnh Công Tân, trưởng phòng truyền thông Công ty Cổ phần Đại Nam, xin giảm nhẹ hình phạt. Bốn bị cáo cho biết bản án sơ thẩm Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt vừa qua quá nặng nên kháng cáo lên Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, ngày 21 tháng 9, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phương Hằng 3 năm tù, bị cáo Đặng Anh Quân 2 năm 6 tháng tù, bị cáo Nguyễn Thị Mai Nhi, bị cáo Lê Thị Thu Hà và Huỳnh Công Tân cùng 1 năm 6 tháng tù. Sáng ngày 8 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Huỳnh Kim Giàu, 59 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Thạnh 2, xã Lê Chánh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 10 tháng 9, trong lúc Huỳnh Kim Giàu quét dọn nhà và rửa chén phụ tiếp cho gia đình người cháu tại địa phương, thì thấy bé gái 12 tuổi đi vào nhà, mời Giàu mua vé số. Giàu nghe bé gái than bán vé số ế, đói bụng, xin 15.000 đồng ăn bánh. Bị can đã cho tiền rồi dụ dỗ nạn nhân vào nhà tắm, sau đó xâm hại tình dục. Sự việc bị mẹ của bé phát hiện, trình báo công an. Ngày 8 tháng 10, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can
và lệnh bắt bị can để tạm giam Lê Văn Ngọc, sinh năm 1980, ngụ quận Gò Vấp, và Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 2000, ngụ quận Bình Tân, về tội buôn lậu. Công an cũng quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Thúy Nga, sinh năm 2004, ngụ quận Bình Tân, là vợ của bị can Tuấn, có vai trò là đồng phạm. Qua điều tra, công an xác định Tuấn và đồng phạm đã buôn lậu hơn 600 chiếc điện thoại iPhone 14 Pro Max với giá gần 20 tỷ đồng từ Thái Lan về Việt Nam bằng đường hàng không. Tuấn và đồng phạm móc nối với Ngọc là nhân viên kỹ thuật thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên kỹ thuật máy bay trực thuộc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, phụ trách bảo dưỡng máy bay tại sân bay Tân Sơn Nhất. Đến nay, Ngọc nhận tổng cộng hơn 500 triệu đồng để giúp sức cho hoạt động buôn lậu của Tuấn và đồng phạm.